Cô thân chào các em học sinh thân mến. Để cho bài ôn tập kiểm tra học kỳ 1 của chúng ta đạt được kết quả tốt, hôm nay cô trò mình cùng nhau ôn bài. Nội dung bài ôn gồm có các loại rễ, các miền của rễ, sự lớn lên và phân chia của tế bào, biến dạng của thân, quang hợp, phần lớn nước vào cây đi đâu, và hình 7.4, cấu tạo tế bào thực vật. Quá trình phân vào diễn ra như thế nào? Đầu tiên hình thành hai nhân, sau đó chức tế bào phân chia. Phát tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Đó chính là tế bào mô phân, sinh. Như vậy, sau một lần phân vào, thì chúng ta thấy số tế bào con được tạo ra là 2. Vậy, hai lần phân vào, số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu? Cũng chính là 4 tế bào. 3 lần phân vào, 8 tế bào. 4 lần phân vào, 16 tế bào. Phải, 100 lần phân vào. Chúng ta cũng có thể tính được số tế bào con được tạo ra sau 100 lần phân vào, đó chính là 2 lũy thừa 100. Vậy chúng ta có thể tính được số tế bào con cho dù nó có bao nhiêu lần phân vào dựa vào công thức 2 lũy thừa n, và n chính là số lần phân vào. Có mấy loại rễ chính, kể tên nêu đặc điểm của từng loại rễ cho ví dụ. Chúng ta có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ trùm. Rễ cọc thì có đặc điểm là có một rễ cái và nhiều rễ con, ví dụ là cây cải, cây rau muống. Rễ trùm, nhiều rễ con mọc từ gốc thân, ví dụ cây hành lá, cây lúa. Rễ rùm có mấy miền, chức năng của từng miền. Rễ thì gồm có 4 miền. Miền trưởng thành, chức năng dẫn truyền. Miền hút, hấp thụ nước và muối, khoáng. Miền sinh trưởng, làm cho rễ dài ra. Miền chớp rễ, che chở cho đầu rễ. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây cho ví dụ. Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như thân cũ, chứa chất dự trữ, ví dụ củ khoai tây, su hào. Thân rễ chứa chất dự trữ, ví dụ củ dông ta, củ gần. Và thân mọng nước, dự trữ nước, ví dụ cây xương rồng, cành dao. Các em lưu ý cho cô điều này. Ở đây chúng ta cũng có củ khoai lang, khoai mì. Nhưng đó không phải là thân biến dạng, mà đó là rễ biến dạng. Và ở đây cô có thể cho các em một số loại củ. Cô yêu cầu các em nhận dạng một số loại thân biến dạng. Thì những cái củ nào mà nó thuộc loại biến dạng nào thì các em đưa vào nhóm đó cho cô. Và lưu ý khoai lang, khoai mì không phải là thân mà là rễ biến dạng. Ở bài quang hợp, các em chú ý cho cô thí nghiệm. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. Để cây khoai lang vào chỗ tối 2 ngày. Sau đó dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Rồi đem ra nắng gắt từ 4 đến 6 giờ. Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90 độ, đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục. Rồi bỏ vào cốc nước ấm, rửa sạch. Bỏ lá đó vào cốc đựng thuốc thử tinh bột, dung dịch yếu loạn. Ta thấy được như sau. Phần lá không bị bịt băng giấy đen, có màu xanh tím. Màu của dung dịch iốt gặp tinh bột. Phần lá bị bịt băng giấy đen, có màu nâu nhạt, màu của dung dịch iốt. Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi. Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là làm cho phần lá đó không nhận được ánh sáng. Mục đích so sánh phần lá không bị bịt với phần lá bị bịt. Chỉ có phần lá nào thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột thì sao em biết? Phần lá không bị bịt băng giấy đen vì phần này có màu xanh tím với thuốc thử tinh bột. Còn phần lá bị bịt thì có màu nâu nhạt của dung dịch y. Đó. Qua thí nghiệm này chúng ta rút ra được kết luận gì? Chúng ta lá chế tạo được tinh bột thì có ánh sáng.
Ở thí nghiệm 2, xác định chất khí thải ra trong quá trình chế tạo tinh bột. Chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm nhé các em. Lấy vài cành gông đua chó, cho vào cốc thủy tinh A và B. Đổ đầy nước. Chúng ta đổ nước vào đầy hai ống nghiệm. Úp mọi ống nghiệm đó vào một cành rong. Trong mỗi cốc, sao cho không có bọt khí lọt vào. Để cốc A vào chỗ tối, cốc B đưa ra ngoài chỗ nắng. Sau khoảng 6 giờ, ta thấy có hiện tượng là cành rong trong cốc B có những bọt khí thoát ra, rồi nổi lên và chiếm một khoảng dưới đáy ống nghiệm. Còn ở cốc A không có hiện tượng đó. Lấy ống nghiệm ra khỏi cốc B, lật lại để xác định chất khí do cây rong thải ra bằng cách đưa nhanh que đớm vừa tắt, chỉ còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm. Ta thấy que đớm lại bùng cháy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu các câu hỏi. Cành rong trong cốc nào đã chế tạo được tinh bột? Vì sao? Cành rong trong cốc B đã chế tạo được tinh bột vì cây nhận được ánh sáng. Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải khí? Đó là khí gì? Hiện tượng là có bọt khí thoát ra và đồng thời đó là khí oxy. Vì khí oxy duy trì sự cháy cho nên que đớm vừa tắt lại bùng cháy. Qua thí nghiệm này chúng ta rút ra được kết luận gì? Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá cây nhả ra ngoài khí oxy. Viết sơ đồ quang hợp. Để viết được sơ đồ quang hợp này, các em phải nắm được các kết quả của thí nghiệm 1, 2, 3. Nước cộng khí carbonic dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và chất diệp lục có sẵn ở trong lá cây chế tạo ra tinh bột và khí oxy. Nước cây lấy từ đất do rễ hút vào, khí carbonic do lá cây lấy từ không khí. Ánh sáng này là ánh sáng năng lượng mặt trời và chất diệp lục có sẵn ở trong lá để chế tạo ra tinh bột này được dự trữ trong lá và khí oxy cây thải ra ngoài môi trường. Khái niệm quang hợp. Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí carbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và đồng thời nhả ra ngoài khí oxy. Từ tinh bột cùng muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo ra được những chất hữu cơ cần thiết cho cây. Thí nghiệm sự thoát hơi nước ở lá. Ở thí nghiệm này, cô sẽ chọn hai cây tươi, một cây đầy đủ rễ thân lá, cô gọi là cây A, và một cây có rễ, có thân mà không có lá, cô gọi là cây B. Cả hai cây này cô cắm vào hai bình thủy tinh giống nhau, đổ nước vào cho mực nước ở hai bình đều ngang nhau. Trên mỗi bình cho vào một lớp dầu. Để hai bình lên hai đĩa cân và điều chỉnh cân thăng bằng. Sau một giờ, ta thấy là bình A mực nước đã giảm hẳn và nhẹ hơn so với bình B. Bây giờ cô trò mình cùng nhau trả lời các câu hỏi. Việc ngắt hết lá ở cây nhằm mục đích gì? So sánh đối chứng cây không có lá với cây có lá, qua đó chứng minh vai trò của lá trong thí nghiệm. Qua thí nghiệm này chúng ta rút ra được kết luận gì? Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá. Phần lớn nước vào cây đi đâu? Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây? Thì nhớ giùm cô ở đây có hai ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho việc vận chuyển nước vào muối khoáng từ rễ lên lá. Ý nghĩa thứ hai là giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. Tại sao khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta thường chọn ngày găm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn? Khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta thường chọn ngày găm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn nhằm làm giảm sự thoát hơi nước qua lá. Vì lúc đó cây chưa bén rễ, thì rễ nó chưa hút được nhiều nước nên cây có thể héo rồi chết. Vì ở lá cây còn có hiện tượng thoát hơi nước qua lá.
Cô trò mình cùng nhau chú thích hình tế bào thực vật. 7.4 Phách tế bào. Phách tế bào bên cạnh. Lục lạc. Không bào. Nhân. Chất tế bào còn gọi là chất nguyên sinh. Màng tế bào còn gọi là màng nguyên sinh. Và bất cứ một cái hình nào khi chúng ta chú thích xong thì chúng ta phải chú thích đó là hình gì. Đây là hình sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật. Bài ôn của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em. Cô chúc các em làm bài kiểm tra định kỳ này thật tốt nhé. Thân chào.